Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với Đấu Trường Tương Tác, một game show truyền hình được sản xuất bởi tổ hợp truyền thông tương tác tươngtac.tv đang được phát song song trên hệ thống hai app THPON cũng như là BPTV Go. Quý vị khán giả thân mến, hôm nay trước khi bắt đầu với những cái món chính của chương trình thì có hai cái điều lưu ý mà tôi phải giới thiệu tới quý vị khán giả ngay. Đầu tiên đó là hiện tại game show Đấu Trường Tương Tác đã có fanpage ở trên Facebook nha quý vị khán giả ơi. Đây chúng tôi sẽ hiển thị cho quý vị khán giả xem. Fanpage ở trên Facebook có tên là Đấu Trường Tương Tác gạch ngang tươngtac.tv. Quý vị khán giả hãy truy cập Facebook này, bấm like và để theo dõi cập nhật các thông tin dành riêng cho chương trình Đấu Trường Tương Tác của chúng tôi. Bên cạnh đó còn một thông tin nữa mà cũng muốn nhắc tới quý vị khán giả, đó chính là hiện tại trên kho voucher trên website tươngtac.tv của chúng tôi hiện đang có những voucher tiền mặt trị giá 20.000 và 50.000 đồng. Quý vị khán giả có thể sử dụng số chip của mình để có thể trực tiếp quy đổi những cái voucher này, sau đó làm theo các bước sử dụng là đã có thể từ số chip đổi thành ra được những phần quà vô cùng giá trị tới từ chương trình. Vâng, đó là hai cái lưu ý đầu tiên, rất là hấp dẫn phải không nào? Quay trở lại với nội dung của chương trình hôm nay thì khác với số tuần trước mùng 8 tháng 3 thì hôm nay chương trình sẽ có một chút thay đổi nho nhỏ về luật chơi để làm sao mà có thể có nhiều quý vị khán giả cùng tham gia, cùng săn được thật nhiều phần quà tiền mặt với Đấu Trường Tương Tác. Cụ thể luật chơi của chúng tôi ngày hôm nay sẽ như sau ạ. Hôm nay thì chương trình sẽ có hai vòng điểm danh chọn top 30 ngẫu nhiên. Mỗi vòng điểm danh chúng ta sẽ diễn ra trong 90 giây. Sau đó ở mỗi vòng chơi, quý vị khán giả top 30 sẽ tham gia trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm cho mỗi vòng chơi. Thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi đó là 15 giây. Còn phần thưởng của chúng ta thì như thế nào ạ? Xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị. Vâng, top 30 chúng ta sẽ có tiền mặt chia đều cho những khán giả trả lời đúng lên tới 1 triệu đồng. Mỗi vòng chúng ta sẽ chia cái giải thưởng 1 triệu đồng ra. Mỗi giải thưởng trị giá 500.000 đồng chia đều cho những khán giả trả lời đúng nhé. Còn những bạn khán giả còn lại khi mà chúng ta chưa may mắn có cơ hội lọt top 30 cạnh tranh phần quà tiền mặt thì với mỗi câu trả lời đúng quý vị khán giả vẫn có cơ hội nhận về cho mình 3 chip. Không phải có cơ hội, xin lỗi quý vị khán giả, mà là chắc chắn nhận được 3 chip cho mỗi câu trả lời đúng. Chúng ta tích chip lại sau đó lên đổi những cái voucher ăn uống, cà phê, nhà hàng, những cái đã có sẵn trên website của chúng tôi rồi. Bên cạnh đó bây giờ tôi xin nhắc lại là còn 2 chiếc voucher tiền mặt trị giá 20.000 đồng và 50.000 đồng hiện cũng đang có ở trên website. Rồi, quay trở lại với nội dung của ngày hôm nay. Ngay sau đây, tôi muốn mời quý vị khán giả hãy tập trung chú ý này. Chúng ta sẽ tới với phần điểm danh. Đừng bỏ lỡ phần điểm danh này nha quý vị khán giả. Điểm danh mới có cơ hội lọt vào top 30 nha. Nhớ nha quý vị khán giả ơi. Chúng ta hãy chuẩn bị cho thời gian điểm danh. Ngoài cơ hội lọt top 30 thì quý vị khán giả còn điểm danh sẽ chắc chắn nhận về cho mình số chip ngẫu nhiên tới từ chương trình 5, 10, 15 hoặc 20 ngẫu nhiên trong thời gian 90 giây. Và 3, 2, 1. Xin mời thời gian 90 giây điểm danh. Thời gian điểm danh đã bắt đầu rồi. Nhanh tay nào quý vị khán giả ơi. Cơ hội lọt top 30 đang ở trước mắt và hôm nay chúng ta chọn ngẫu nhiên nhé. Chọn ngẫu nhiên nha, hoàn toàn ngẫu nhiên để quý vị khán giả có thể tham gia điểm danh để có cơ hội lọt vào top 30. Tham gia tranh tài qua những câu hỏi trắc nghiệm, có cơ hội dành về cho mình những phần quà tiền mặt hấp dẫn. Xin chào Phan Thị Thúy Hằng, xin chào Long, Lý Thái Sơn, Trần Đức Anh, Bảo Bảo, Thanh Thanh Hằng, Phương Ly, Nguyễn Thị Bích Thùy, Phạm Ngọc Vinh, Trịnh Phương Đông, Lê Thị Khuyến, Linh, Mai Nguyễn, Nguyễn Văn Anh Tiến, Đoàn Hương Nguyên, Nguyễn Hà Trang, Hằng Nga. 76 bạn khán giả đang điểm danh đến thời điểm này rồi. Và nếu như con số người điểm danh như thế này mà giữ nguyên nha quý vị khán giả thì qua hai vòng chơi, nếu như ở một cái mà những người ở vòng chơi thứ nhất mà không tiếp tục vào cái danh sách ngẫu nhiên ở vòng thứ hai ấy, chúng ta sẽ có tới 6 bạn khán giả cơ quý vị khán giả ơi. Một con số rất lớn để chúng tôi có thể trao được nhiều phần quà hơn tới những người tham gia chương trình. 78 bạn khán giả đang tham gia điểm danh rồi, chỉ còn lại 30 giây thôi. Chúng ta kêu gọi bạn bè, người thân cùng vào điểm danh để có cơ hội săn về cho mình những giải thưởng hấp dẫn nhé. Như tôi đã nói thì ngoài số tiền mặt của Đấu Trường Tương Tác ra thì với số chip chúng ta giành được bây giờ cũng đã có thể đổi trực tiếp những cái voucher quy đổi thành giá trị Việt Nam đồng ở trên website tươngtac.tv của chương trình. Bên cạnh đó cũng đừng quên like fanpage của chúng tôi Đấu Trường Tương Tác gạch ngang tươngtac.tv trên Facebook để cập nhật những thông tin mới nhất, những thông tin riêng về format Đấu Trường Tương Tác. Và thời gian điểm danh của chúng ta đã kết thúc với 80 bạn khán giả điểm danh đầu tiên. Vũ Sơn Tùng, em tưởng có top 60 chứ nhỉ? Thực ra về cơ bản về mặt toán học thì có thể là như vậy, nhưng mà chúng ta cũng chưa biết được. Chúng ta sẽ có hai vòng điểm danh, mỗi vòng chúng ta sẽ chọn ra một top 30 khác nhau nha quý vị khán giả. Củ khoai như kiểu đấu giá ý nhỉ? Phương Ly ước vào top, xem mình được không nào? Rồi, có lẽ là quý vị khán giả cũng đang rất hồi hộp chờ xem là liệu cái tên của mình có lọt vào top 30 ở vòng chơi đầu tiên hay không.
Rồi, bộ phận kỹ thuật ơi, bộ phận kỹ thuật hãy sẵn sàng hiển thị cho tôi cũng như quý vị khán giả được xem này. 3, 2, 1, xin mời danh sách top 30 của vòng chơi thứ nhất trong đấu trường chúng ta hôm nay ạ. Đây rồi quý vị khán giả ơi, như vậy là top 30 của chúng ta đã xuất hiện đầy đủ rồi. Tôi sẽ điểm qua một vài cái tên quen thuộc này, như là Phan Văn Mật này, Quang Huy này, Phương Ly này, Long này, hôm nay mới nhìn thấy Long lọt lại vào top 30 nhá. Đoàn Hương Nguyên này, những cái tên, Củ Khoai đã đây rồi, Củ Khoai đây rồi. Củ Khoai nãy thắc mắc là có được vào hay không thì bây giờ đã thấy tên Củ Khoai rồi. Một vài cái tên mới tôi có thể kể đến như là như các bạn Hoàng Bia này là cái tên khá là mới này, hoặc là tôi ít thấy thôi. Tiểu Lý Phạm Chuyên cũng là một bạn khán giả khá mới. Rồi, Trần, bạn Trần nữa. Như vậy là top 30 của chúng ta đã rõ, quý vị khán giả hãy nhìn thật kỹ xem là đã có tên của mình hay chưa. Và 3, 2, 1, quay trở lại với trường quay. Quý vị khán giả ơi, hôm nay chủ đề của những câu hỏi tại đấu trường tương tác sẽ là chủ đề liên quan tới ẩm thực. Quý vị khán giả ơi, như quý vị khán giả đã thấy sẽ là những chủ đề liên quan tới ẩm thực nhá. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, giải thưởng của chúng ta mỗi vòng chơi sẽ là 500.000 đồng chia đều cho tất cả những bạn khán giả trả lời đúng. Với những bạn khán giả còn lại chưa may mắn lọt vào top 30, mỗi câu trả lời đúng sẽ có 3 chip về kho của mình. Yên tâm là ai cũng sẽ có quà hết nhá, dù là top 30 hay không. Sẵn sàng chưa top 30 ơi? Sẵn sàng này, cho câu hỏi đầu tiên này, tôi sẽ đếm ngược 3, 2, 1 này. Thời gian 3, 2, 1, xin mời hiển thị câu hỏi đầu tiên. Câu đầu tiên, nhắc đến đặc sản Hải Phòng, không thể không kể đến món nào dưới đây? Bún bò, phở gà, bánh đa cua hay chả cá quý vị khán giả ơi? Quá dễ đúng không nào? Câu hỏi đầu tiên lúc nào cũng là câu hỏi để top 30 có thể là tạo một cái đà tâm lý thật tốt. Bên cạnh đó thì quý vị khán giả cũng sẽ dễ dàng nhận ngay cho mình những cái số chip tới từ câu trả lời đúng. Kết thúc thời gian với 76 bạn khán giả trả lời, và đáp án của chúng ta không thể khác được, đó chính là đáp án C, bánh đa cua, 90%. Quý vị khán giả trả lời đúng, có người trả lời là chả cá. Cũng dễ hiểu nhầm thôi đúng không? Bởi vì Hải Phòng thì là cũng là một cái vùng biển và rất nổi tiếng với những loại hải sản khác nhau. Rồi, cho tôi xem danh sách top 30 của chúng ta. Hy vọng là qua câu đầu tiên chưa ai rớt đài. Chúng ta đã bị rơi rớt mất 7 bạn khán giả. Quý vị khán giả ơi, chúng ta rơi mất Phan Văn Mật, rơi mất Phạm Văn Tiến, Phạm Thu Hằng, Thùy Dương, Bích Thủy, Hoàng Bia và số điện thoại 4294. Có lẽ là ở đây thì có những cái bạn khán giả mà có lẽ chưa kịp trả lời hoặc là chọn cái đáp án là chả cá. Thì tôi sẽ đính chính lại một chút, thì là Hải Phòng thì nổi tiếng nhất mà chúng ta thường nhắc tới nhiều nhất sẽ là cái món bánh đa cua nha quý vị khán giả ơi. Rồi, và như vậy là câu hỏi đầu tiên đã xong, chúng ta sẽ cùng tới với câu hỏi tiếp theo của vòng chơi đầu tiên. Xin mời hiển thị câu hỏi tiếp theo. Bánh pía là đặc sản của tỉnh nào sau đây? An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang hay là Sóc Trăng quý vị khán giả? Dễ, vẫn là một câu hỏi dễ. Không có gì cả, bánh pía ai chúng ta trong chúng ta cũng đều biết rồi. Từ Nam chí Bắc đều đã từng chưa ăn thì cũng đã nghe đến cái món bánh pía này rồi. Và đáp án của chúng ta ở câu hỏi này là gì ạ? Xin mời máy tính hiển thị. D, Sóc Trăng, với phần đông quý vị khán giả trả lời đúng. Rồi, xin mời hiển thị top 30. Hy vọng rằng tôi sẽ không phải nói lời chia tay thêm với ai nữa qua câu hỏi này. Như vậy là ước muốn của tôi không thành sự thực rồi. Chúng ta tạm thời phải chia tay với 3 bạn khán giả nữa. Chỉ còn lại top 20, mỗi bạn đang tạm thời sở hữu cho mình 25.000 đồng. Và chỉ qua 3 câu hỏi nữa thôi thì top 20 này sẽ sở hữu cho mình phần quà tiền mặt. Còn với những bạn khán giả còn lại, mỗi câu trả lời đúng chúng ta vẫn nhận được 3 chip nha quý vị khán giả ơi. Rồi, có lẽ là đẩy nhanh tiết tấu một chút nhỉ. Xin mời hiển thị câu hỏi thứ 3 ngay sau đây. Theo số liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế, nước nào xuất khẩu cà phê nhiều thứ hai trên thế giới? Chúng ta có đáp án là Việt Nam, Brazil, Colombia hay là Indonesia đây quý vị khán giả ơi. Đây đều là những nước có cái trữ lượng xuất khẩu cà phê rất lớn trên thế giới. Nhưng theo số liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế thì đâu mới là quốc gia đứng thứ hai đây ạ? 67 bạn khán giả trả lời câu hỏi này. Quý vị khán giả thân mến, theo như số liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế, nước xuất khẩu cà phê nhiều thứ hai trên thế giới với giá trị xuất khẩu tính đến tháng 8 năm 2023 đạt khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ. Đó chính là Tổ quốc yêu dấu của chúng ta, Việt Nam, với 70% quý vị khán giả trả lời đúng. Và cho tôi xem top 30 sau câu hỏi thứ 3 này sẽ còn bao nhiêu bạn khán giả đấy ạ? Một tràng pháo tay rất lớn dành cho top 20. Vâng, sau hai câu hỏi đầu tiên có phần chuệch choạc thì ở câu hỏi thứ 3 này thì có vẻ như là top 20 đã có thể
top 30 của chúng ta với những bạn khán giả còn lại đã làm quen với chương trình và đã kịp thời chuẩn bị cho mình thêm những cái kiến thức để vượt qua các câu hỏi. Chỉ còn 2 câu hỏi nữa thôi là phần quà trị giá 500.000 đồng từ vòng chơi đầu tiên sẽ được trao đi tới những bạn khán giả trả lời đúng trong top 30. Xin mời hiển thị câu hỏi thứ tư ngay sau đây. Châu Đốc An Giang nổi tiếng mới với món gỏi nào? Gỏi bông điên điển, gỏi cá thác lác, gỏi xoài hay là gỏi lá sầu đâu đây quý vị khán giả ơi? À, bắt đầu có những cái độ khó đã tăng lên rồi. Hết thời gian, ô, vẫn có đa số quý vị khán giả trả lời được ở câu hỏi này. Nhưng liệu rằng đáp án của chúng ta có chiều theo phần đông hay không đấy ạ? Và xin mời máy tính hiển thị cho tôi đáp án đúng ở câu hỏi này. Đáp án là D, gỏi lá sầu đâu với chỉ chưa tới một nửa, tức là khoảng 35 bạn khán giả trả lời đúng ở câu hỏi này thôi. Thì quý vị khán giả thân mến, bên cạnh bún cá Châu Đốc thì gỏi sầu đâu An Giang cũng là một món ăn đặc sản nức tiếng của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Cây sầu đâu hay còn gọi là sầu đông hoặc là cây xoan, thường vào mùa từ tháng 11 tới tháng 3 âm lịch. Sầu đâu có vị đắng nhưng hậu ngọt, có tính mát, dùng để giải nhiệt rất tốt. Sầu đâu khi mà chúng ta mang về sẽ được trần sơ qua với nước sôi để giảm vị đắng. Sau đó được trộn chung với các nguyên liệu như là tôm này, thịt luộc này, dưa leo, xoài sống thái sợi vừa ăn. Và tất cả sẽ được trộn chung với nước mắm tỏi ớt chua ngọt. Như vậy là chúng ta đã có được một cái món gỏi lá sầu đâu đặc trưng của Châu Đốc An Giang. Và một vài cái thông tin tới quý vị khán giả để chúng ta có thêm kiến thức phải không nào. Và hộp quá. Cho tôi xem danh sách top 20 của chúng ta sau câu hỏi này. Tôi đoán rằng sẽ có những sự biến động không phải là nhỏ. Xin mời hiển thị danh sách. Ồ, đúng như tôi đã dự đoán, chúng ta đã rơi rụng gần một nửa những thí sinh tham gia trả lời qua câu hỏi thứ tư vừa rồi. Chúng ta còn lại 12 bạn khán giả xuất sắc: Hoàng Đoàn Anh Thư, Trần Huyền My, Phạm Ngọc Diệp, Tiểu Lý, Vương Điền, Phạm Chuyên, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Phương, Hai Lúa, Trần Đức Anh và Vũ Khánh Linh. Rồi, quay trở lại với trường quay thôi. Không khí đang rất nóng lên rồi. Qua câu hỏi thứ 5 này, chúng ta sẽ trao đi ngay phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt tới những bạn khán giả còn lại trong top 12 này. Xin mời hiển thị câu hỏi cuối cùng của vòng chơi đầu tiên. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau: chuỗi thức ăn nhanh nào được biết đến với món bánh mì kẹp thịt Baconator? Chúng ta có các đáp án lựa chọn, đó là Burger King, Wendy's, McDonald's hay là Subway đây quý vị khán giả ơi. Đây đều là những chuỗi đồ ăn nhanh nổi tiếng trên thế giới, có thương hiệu toàn cầu. Và chúng ta đã hết thời gian rồi, 15 giây trôi qua thực sự rất nhanh quý vị khán giả ơi. Baconator là một loại bánh mì kẹp phô mát được bán bởi chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh quốc tế Wendy's quý vị khán giả ơi. Và đáp án đúng của chúng ta là BO. Chỉ có 10% quý vị khán giả trả lời đúng ở câu hỏi này thôi. Không biết top 12 của chúng ta có ai nằm trong 10% này không ạ? Ồ, các đáp án như là A và C thì được quý vị khán giả, phần đông quý vị khán giả lựa chọn hơn. Cũng đúng thôi, bởi vì Burger King và McDonald's là những cái thương hiệu có mặt tại Việt Nam. Và quý vị khán giả thân mến, đây là một cái món ăn được bán tại chuỗi nhà hàng Wendy, là chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh toàn cầu của Mỹ. Công ty được Dave Thomas thành lập vào ngày 15 tháng 11 năm 1969 tại Columbus, Ohio, Hoa Kỳ. Wendy's là chuỗi cửa hàng hamburger lớn thứ 3 trên thế giới với hơn 6.500 điểm phục vụ trên toàn cầu, xếp sau Burger King và McDonald's là hai đáp án mà quý vị khán giả lựa chọn nhiều nhất trong câu hỏi này. Wendy's thì hiện tại chưa có mặt tại Việt Nam nên là quý vị khán giả cũng đã có những sự nhầm lẫn. Và cho tôi xem sau câu hỏi cuối cùng này thì top 12 của chúng ta còn là ai không ạ? Rất hồi hộp quý vị khán giả ơi, còn đúng một bạn duy nhất thôi. Và đó là Hai Lúa ở vị trí thứ 27 trong top 30. Oh, quá xuất sắc, quá xuất sắc. Thật là tuyệt vời, như vậy là một mình Hai Lúa đã sở hữu cho mình phần quà tiền mặt trị giá 500.000 đồng tới từ đấu trường tương tác vòng chơi đầu tiên ngày hôm nay. Oh, quay trở lại cho tôi xem những cái bình luận của quý vị khán giả được không ạ? Cho tôi xem là sau cái vòng chơi đầu tiên này thì những chú ngựa ô của chúng ta đang có những cái cảm xúc như thế nào đấy ạ? Vâng, đã có những lời chúc mừng đỉnh gửi tới Hai Lúa trong câu hỏi vừa rồi. Không biết những câu hỏi hôm nay có làm khó quý vị khán giả không đây? Ẩm thực thì chúng ta là đều ăn mỗi ngày đúng không nào? Nên là cũng hy vọng với chủ đề này thì sẽ được trao giải tới nhiều hơn quý vị khán giả. Ngô Trung Hiếu, em cũng muốn vào top 30 admin ơi. Đừng lo Ngô Trung Hiếu ơi. Ngay sau đây chúng ta sẽ điểm danh một lần nữa để chọn ra top 30 ở vòng chơi thứ hai nha. Rồi,
Không để mất thời gian thêm nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ tới với phần chơi điểm danh tiếp theo. Để có thêm một lần nữa top 30 tham gia tranh tài tại vòng chơi thứ hai của chương trình. Và bên cạnh đó, ngoài cơ hội lọt top 30 vẫn là những số chip 5, 10, 15, 20 ngẫu nhiên nha quý vị khán giả. Thời gian 3, 2, 1, xin mời 90 giây điểm danh tiếp theo của chương trình. Vâng, nhanh tay tham gia điểm danh để có cơ hội lọt top 30 cũng như là dành về cho mình những số chip để quy đổi thành những voucher giá trị trên website tương tác.tv của chúng tôi nào quý vị khán giả ơi. Hy vọng rằng ở lần điểm danh này chúng ta sẽ vượt qua con số 80 người ở phần điểm danh đầu tiên. Đây rồi, Thái Ngọc Hiệp, Trịnh Phương Đông, Long, Trần, Phạm Văn Tiến, Khánh Nguyễn, Lê Thị Khuyến. Và hôm nay ở cuối chương trình chúng ta cũng sẽ không có phần điểm danh nữa đâu nha quý vị khán giả ơi. Hai phần điểm danh này là hai phần điểm danh sẽ có tại đấu trường ra hôm nay nhé. Trần Quang Hiệp, Huỳnh Khánh Du, Châu Ngọc, Đoàn Hương Nguyên, Vũ Khánh Linh, Phạm Ngọc Vinh, 78 bạn khán giả rồi. Hy vọng là nếu như không vượt qua được con số 80 thì chúng ta hãy tiếp tục giữ nguyên con số 80. Mai Nguyễn, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lý Thái Sơn, Phạm Chuyên, Linh, Nguyễn Đăng. Chúc mừng Nguyễn Thị Bích Thảo được 20 chip. Phan Diệp Lan, Phan Anh Tuấn, chỉ còn lại 15 giây thôi, 14 giây. Còn ai chưa điểm danh thì nhanh tay điểm danh này. Ai mà chưa điểm danh mà không thấy hiển thị cái đồ họa trên app thì nhanh tay loát lại app cho tôi nhá, để chúng ta có thể có cơ hội lọt vào top 30 ngay sau đây. Chấm hết nước, có lẽ là bạn khán giả cuối cùng chốt sổ danh sách điểm danh thứ hai rồi. Hết thời gian điểm danh về 83 bạn khán giả. Và xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị top 30 ở vòng chơi thứ hai của chúng ta. Sẽ có những cái tên mới nào và những ai sẽ tiếp tục may mắn có cơ hội tranh tài tại top 30 vòng 2 đấy ạ. Xin mời hiển thị danh sách top 30. Rồi, chúng ta có bạn khán giả như sau. Tôi điểm qua một vài cái tên quen thuộc này. Vũ Sơn Tùng, Cờ Sôi Khúc, Quang Huy, Nguyễn Phương. Đây rồi, Nguyễn Phương nhá. Hôm nay thì đã có cơ hội lọt top 30 để tham gia tranh tài rồi. Lý Ngọc Hà cũng là một bạn khán giả quen thuộc này. Linh này, Nguyễn Đăng cũng là một bạn khán giả quen thuộc. Nguyễn Đăng từng là một đại gia chip của chương trình, phải không nào? Nếu mà chúng quý vị khán giả tham gia lâu với chúng tôi còn nhớ. Vẫn sẽ là những câu hỏi ẩm thực nha quý vị khán giả ơi. Top 30 hay sẵn sàng này, quý vị khán giả cũng hãy sẵn sàng tham gia trả lời để nhận về cho mình 3 chip với mỗi câu trả lời đúng nhá. Xin mời hiển thị câu hỏi đầu tiên của vòng chơi thứ hai. Xin mời. Mì ăn liền có nguồn gốc từ đất nước nào? Nhật Bản, Mỹ, Italia hay Hà Lan? Quý vị khán giả ơi, lại một câu hỏi gọi là quá bình thường thôi đúng không? Ai mà chán mì ăn liền rồi? Và xuất xứ của mì ăn liền từ đâu thì chắc hẳn tôi đoán phần đông của chúng ta, 90-95%, thậm chí 99% quý vị khán giả sẽ trả lời được. Hết thời gian với 75 bạn khán giả trả lời. Và đáp án của chúng ta ở câu hỏi này đó chính là A, Nhật Bản nha quý vị khán giả ơi. 81% quý vị khán giả trả lời đúng, một con số nhiều nhưng lại không nhiều bằng câu hỏi đầu tiên ở vòng chơi vừa rồi. Ở vòng chơi đầu tiên. Và cho tôi xem top 30 của chúng ta qua câu đầu tiên có ai không may mắn rơi rụng không đẹp. Xin mời hiển thị top 30 sau câu hỏi đầu tiên. Quá xuất sắc, mọi câu nói đều là thừa, những tràng pháo tay để dành cho top 30 đã giữ vững được vị trí của mình qua câu hỏi đầu tiên. Rồi, khởi động với một câu hỏi như vậy nhá. Xin mời hiển thị câu hỏi thứ hai ở vòng chơi thứ hai này. Đâu là một món đặc sản của tỉnh Quảng Ninh, bánh bèo, chả mực, cơm tấm hay chè? Trời ơi, lại một câu hỏi gọi là thư giãn dành cho top 30 cũng như quý vị khán giả phải không nào? Chúng ta trả lời để tiếp tục duy trì cái vị trí của mình trong top 30. Còn quý vị khán giả có thể tích thêm cho mình những số chip đổi về những phần quà vô cùng hấp dẫn. Rồi, hết thời gian với 76%. À xin lỗi quý vị khán giả, với 76 người tham gia trả lời. Và đáp án của chúng ta là món chả mực. Thưa quý vị khán giả, quá nổi tiếng với món chả mực Quảng Ninh rồi. Và cho tôi xem danh sách top 30 qua câu hỏi thứ hai vừa rồi. Ồ, vậy mà cũng có tới 6 bạn khán giả phải nói lời chia tay với top 30. Đó là Minh Hiếu, đó là Ca Sơ Y Khúc, Phan Văn Tiến, Quốc Cường, Nguyễn Đăng và Trần. Còn lại 24 chú ngựa sẽ tiếp tục cạnh tranh nhau qua 3 câu hỏi nữa để có cơ hội dành về cho mình phần quà tiền mặt. Hiện tại mỗi người đang tạm thời sở hữu 20.833 đồng. Rồi, xin mời quay trở lại với trường quay để chúng ta tiếp tục với những câu hỏi tiếp theo. Xin mời hiển thị câu hỏi tiếp theo ngay sau đây. Bún đũa là đặc sản của tỉnh nào? Nam Định, Vĩnh Phúc, Hòa Bình hay là Hà Giang? Quý vị khán giả ơi. Tôi thấy có vẻ như là quý vị khán giả trả lời hơi chậm hơn so với các câu khác ở câu hỏi này. Bún đũa, món này thực ra tôi cũng ít khi được nghe nha quý vị khán giả. Kết thúc thời gian với 74 bạn khán giả tham gia trả lời. Và cho tôi xem đáp án ở câu hỏi này là gì đấy ạ. À, Nam Định, thưa quý vị khán giả, với 60% quý vị khán giả trả lời đúng.
Quý vị khán giả thân mến, Nam Định là một vùng đất có nền ẩm thực vô cùng đặc sắc. Ngoài các món ngon nổi tiếng như là bánh xíu Báo này, xôi xíu Nam Định này, phở bò này, thì bún đũa hay còn gọi một cái tên khác là bún sung cũng là một cái tên chinh phục được tất cả mọi lứa tuổi, kể cả những người sành ăn nhất của món ăn đặc trưng nổi tiếng của Nam Định. Và cho tôi xem top 30 của chúng ta. Sau câu hỏi này, hồi hộp quá, câu thứ 3 rồi. Ồ, chúng ta mất tiếp đi hai bạn khán giả nữa. Chúng ta còn lại Vũ Sơn Tùng, Trịnh Phương Đông, Vũ Khánh Linh, Nguyễn Hà Trang, Bùi Thị Nghĩ, Phạm Thị Nguyệt, Minh Lợi Hằng Nga, Nguyễn Phương, Trần Đức Anh, Nguyễn Thừa Hiếu, Lý Ngọc Hà, Vương Điền, Ngọc Linh, Linh, Quang Tùng, Phạm Thị Chiến và Nguyễn Thị Bích. Rồi, quay trở lại với trường quay. Chỉ còn lại hai câu hỏi nữa thôi dành cho top 30 vòng chơi thứ hai này. Có lẽ là chúng ta sẽ đi tiếp câu hỏi thứ 9 nhé. Câu hỏi upshot trước khi mà giao lưu thêm với quý vị khán giả. Xin mời hiển thị câu hỏi tiếp theo của vòng chơi thứ hai. Câu hỏi upshot rồi. Thành phố nào ở Italia được đặt tên cho một loại bánh xốp? Florence, Turin, Genoa hay là Bologna đây quý vị khán giả ơi? Tôi vẫn chưa thấy quý vị khán giả trả lời nhiều. Câu này khó, thật sự là câu này khó. Sẽ rất dễ nhầm lẫn nha quý vị khán giả ơi, một loại bánh xốp nhé. Một loại bánh xốp, chương trình đã ghi rõ ràng rồi. Kết thúc thời gian và chúng ta có 67 bạn khán giả trả lời. Hy vọng rằng top 18 không rơi rụng quá nhiều vào câu hỏi này. Xin mời máy tính hiển thị đáp án. Là gì đấy ạ? C. Genoa quý vị khán giả ơi. Tôi thấy phần trăm quý vị khán giả trả lời nhiều cái đáp án là Bologna. Có lẽ là Bologna hay Bolognese, nó là một cái món mì quý vị khán giả nhá, là được cũng đã rất nổi tiếng rồi, nên là quý vị khán giả nhầm lẫn một chuyện bình thường thôi. Genoa có một cái loại bánh xốp rất là ngon, cái loại bánh xốp mà họ làm mà hình tròn ấy, ăn nó mềm, nó xốp ấy, hay còn có thể gọi cái tên của nó là Genoise đó. Thì Genoa là cái thành phố ở Italy được đặt tên cho cái loại bánh xốp như vậy. Và quay trở lại với kết quả của chúng ta này. Xin mời hiển thị top 18. Còn bao nhiêu người đây quý vị khán giả ơi? Còn bao nhiêu người đây? Còn lại top 4 thôi quý vị khán giả ơi. Chúng ta còn Vũ Khánh Linh, chúng ta còn Bùi Thị Nghĩ, chúng ta còn Minh Lợi và cuối cùng là Vũ Trần Ngọc Linh. Mỗi bạn khán giả đang tạm thời sở hữu cho mình 125.000 đồng. Chuẩn bị cạnh tranh của câu hỏi cuối cùng của vòng chơi thứ hai. Và có lẽ là trước khi tới với câu cuối cùng này thì hãy cùng xem là ở trên thanh chat của chúng tôi quý vị khán giả đang có những cái bình luận này, đang có những cảm xúc như thế nào ạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị thanh chat. Ngô Trung Hiếu đã lọt vào top 30 chưa nhỉ? Linh thì bị out mất rồi. Nguyễn Phương thì bảo cái này không biết thật. Ừ, câu này vừa rồi thì cũng khó. Một câu hỏi rất khó nha quý vị khán giả. Linh sao không nhắc, trời ơi. Thời gian chỉ có 15 giây thôi Linh ạ, chưa kịp nhắc ý. Nguyễn Phương vô top 2 lần, out top cũng 2 lần. Không sao Nguyễn Phương ơi, ngày thứ 6 hàng tuần sẽ có đấu trường tương tác. Và bây giờ chúng ta có tới 2 vòng điểm danh cơ, 2 vòng lựa chọn top 30 nên sẽ còn rất nhiều cơ hội nha quý vị khán giả. Củ khoai cái này rất khó nha, đúng rồi. Cơ hội thì nó chia đều cho tất cả mọi người mà. Có những câu mà chúng ta có thể là tìm được ở thông tin ở trên mạng, nhưng mà cũng có những câu sẽ rất khó nhá. Hôm sau làm lại chính xác, tôi rất thích cái tinh thần của Nguyễn Tiến. Vũ Sơn Tùng, nay mình làm khán giả thôi, thất bại toàn tập rồi. Không sao, đó là những cái comment, những cái cảm xúc của quý vị khán giả. Và quay trở lại với câu hỏi cuối cùng ở vòng chơi thứ hai này. Còn lại 4 bạn khán giả xuất sắc đang tạm thời chia nhau mỗi người có 125.000 đồng. Hy vọng rằng qua câu cuối này sẽ không ai rơi rụng. Xin mời hiển thị câu hỏi cuối cùng của vòng chơi thứ hai. Câu hỏi có nội dung như sau. Món quà căn bản được nhắc đến trong quyển sách Món ngon Hà Nội của tác giả Vũ Bằng. Chúng ta có bún chả, phở bò, bánh cuốn hay là cốm làng Vòng đây quý vị khán giả ơi? Vâng, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Hết thời gian rồi. Và quý vị khán giả thân mến, Món ngon Hà Nội là một tác phẩm bút ký của nhà văn Vũ Bằng, một nhà văn người Hà Nội gốc và rất sành về các món ăn Hà Nội. Tác phẩm được viết tại Hà Nội vào mùa thu năm 1952, sửa chữa và viết thêm tại Thành phố Hồ Chí Minh vào những cái năm 1956, 58 và năm 59. Cuốn sách tập trung giới thiệu 15 món ăn đặc sản của Hà Nội cũng như cảm nhận, tâm tình và kỷ niệm của tác giả với Hà Nội thông qua các món ăn. Và để trả lời cho đáp án câu hỏi này, tôi xin đọc một cái trích đoạn đầu tiên có nhắc đến cái món quà căn bản trong Món ngon Hà Nội của nhà văn Vũ Bằng. Đoạn trích có nội dung như sau. Sao lại là quà căn bản? Vâng, chính thế. Người ta có thể nói rằng người Việt Nam có thể không ăn bánh bao, bánh bẻ, có thể không ăn mằn thắn hay mì, có thể không ăn xôi lúa, nhưng chắc chắn là ai cũng đã từng ăn phở.
rẻ lắm. Theo giá trị của đồng bạc bây giờ, 5 đồng một bát phở mà 3 đồng cũng được một bát phở ngon như thường. Và món quà căn bản của chúng ta được nhắc tới bởi nhà văn Vũ Bằng trong cuốn sách này, đó chính là phở bò nha quý vị khán giả ơi. Và đoạn trích vừa rồi cũng đã giải thích cho lý do vì sao mà Vũ Bằng lại gọi món phở bò là món quà căn bản. Ơi, và bây giờ giây phút hồi hộp nhất đã đến. Xin mời hiển thị danh sách top 4 của chúng ta. Liệu rằng mọi người có còn ở lại hết không ạ? Xin mời hiển thị danh sách cuối cùng của chúng ta. Xin được chúc mừng ba bạn khán giả xuất sắc Bùi Thị Nghĩ, Minh Lợi và Vũ Trần Ngọc Linh. Mỗi bạn đã dành về cho mình phần quà tiền mặt trị giá 166.666 đồng tới từ đấu trường tương tác ngày hôm nay. Vâng, rất vui quý vị khán giả ơi, hôm nay được trao đi rất nhiều những phần quà tới quý vị khán giả và cũng gặp gỡ được nhiều hơn. Không chỉ là 30 bạn khán giả những chương trình khác nữa mà sẽ có cơ hội gặp gỡ 40, 50 hay là maximum là 60 bạn qua hai vòng điểm danh của chúng ta phải không nào? Vâng, quý vị khán giả thân mến, trước khi nói lời chào tạm biệt, tôi muốn nhắc lại một lần nữa là đấu trường tương tác của chúng tôi đang có fanpage ở trên Facebook với tên gọi đấu trường tương tác gạch ngang tương tác.tv. Xin mời bộ phận kỹ thuật có thể hiển thị lại hình ảnh từ fanpage này để quý vị khán giả có thể xem. Đây quý vị khán giả ơi, hãy nhanh tay like và cập nhật những cái thông tin mới nhất, nóng hổi nhất dành riêng về cái format đấu trường tương tác của chúng tôi trên fanpage này. Ngoài ra cũng đừng quên fanpage tổ hợp truyền thông tương tác gạch ngang tương tác.tv của chúng tôi, nơi sẽ cập nhật những thông tin chung, những cái nội dung chương trình hay những cái thông tin bên lề liên quan tới ekip phát sóng hay liên quan tới những nội dung khác nhau nữa. Và một cái thông tin nữa đó chính là trên kho của chúng tôi trên website tương tác.tv đang có những voucher tiền mặt để quý vị khán giả có thể đổi về cho mình những cái voucher tiền mặt giá trị 20.000 đồng cũng như 50.000 đồng từ chương trình. Quý vị khán giả thân mến, thời gian của đấu trường tương tác ngày hôm nay đã kết thúc. Tôi rất vui, hy vọng rằng quý vị khán giả cũng đã có những giây phút thư giãn, giải trí cũng như là có thêm một chút kiến thức tới từ những câu hỏi của chương trình. Và đấu trường tương tác sẽ được lên sóng vào mỗi 12 giờ trưa thứ 6 hàng tuần trên hệ thống TH, trên hệ thống app THP On cũng như BPTV Go. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.